Holly, cô mở cửa cho tôi vào nhà nói vài câu với cô đi. Sẽ không tốn nhiều thời gian của cô đâu. Holly, tôi biết cô đang ở bên trong. Đồ ăn cô gọi đã giao tới rồi đó. Cô mở cửa đem đồ ăn vừa nói chuyện đi. Trong bài đăng về buổi phỏng vấn Vịnh Đồng, tôi thấy cô đã thả một mặt buồn. Cô biết rõ Vịnh Đồng là vô tội, cô giúp cổ đi mà. Việc cô có thể giúp không á, chỉ là thả hình mặt buồn không đâu. Cô có thể nói ra sự thật mà. Holly, tôi để lại tờ danh thiếp cho cô. Cô có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Holly. Sếp à, người này nè, cô đứng đây làm ồn lâu lắm rồi. Tôi kêu mà cô không chịu đi. Thưa sếp, tôi là luật sư. Tôi quen với người thuê căn hộ này. Thưa cô tự ý ra vào khu dân cư người ta quấy rối người dân. Chúng tôi phải đưa cô về sở cảnh sát. Không sao rồi mà, cảnh sát cũng đã nói là sẽ không truy cứu. Cùng lắm sau này sẽ đứng dưới lầu đợi Holly. Tôi không tin là cô sẽ không ra ngoài. Bây giờ đã mất ông chủ tiền rồi, chỉ còn mỗi Holly là phao cứu sinh của Vịnh Đồng thôi. Tới lúc đó, anh sao vậy? Anh nói câu gì đi, tôi sợ nhất là thấy anh như vậy đó. Cảm ơn. Tôi đi lấy xe đây.